Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền bán hạ giá tối đa để cho các bạn sở hữu. Đây là một trong cái phố ẩm thực và phố đi bộ đầu tiên của quận 3. Trước mặt các bạn là cái bảng hiệu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền đó. Trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn các bạn. Mình đang đứng ngay giao lộ Nguyễn Thượng Hiền và Điện Biên Phủ. Ở phía trước các bạn là đi về Cách mạng tháng 8, đi ra Hàng Xanh, phía ngược lại là Bệnh viện Bình Dân và đi thẳng qua bên kia đường là 3 tháng 2. Còn đây là cái hướng đi về Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Rồi, giờ mời các bạn nhìn tổng quan cái con đường Nguyễn Thượng Hiền đây. Thì con đường Nguyễn Thượng Hiền nó sẽ nối từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến Điện Biên Phủ. Cứ sau 6 giờ, 5-6 giờ chiều là ở phố này sẽ được bày biện ra các cái mặt hàng ăn uống để phục vụ các bạn trẻ về đêm. Thành thử con đường này là một con đường rất sung túc, cả đêm vui chơi, nhộn nhịp cả đêm. Đó, đây cũng là một cái phố đi bộ đầu tiên của quận 3 và quận 3 quyết tâm thực hiện để trở thành một cái nơi ăn uống, vui chơi, giải trí cho các bạn. Thì căn nhà mình giới thiệu cho các bạn phía trước đây, hiện tại ngân hàng đang thuê. Trước đây mình cũng đã lên một cái clip rồi và giá bán thì so với thị trường lúc đó thì nó cũng hơi bị cứng chút xíu. Bây giờ chủ nhà quyết định giảm xuống 15% để các bạn nào quan tâm thì có thể sở hữu nó. Mình sẽ báo giá ở phút thứ tư nhé các bạn, mình sẽ báo giá để các bạn theo dõi. Thì mình đang đứng trên đường Nguyễn Thượng Hiền đây, mình quay cái tổng thể cho các bạn coi. Đó nghĩa là về chiều á, thì hai bên đường có hai cái vạch kẻ đường đó, thì người dân ở đây có thể bày biện bàn ghế ra để mà phục vụ món ăn. Và sẽ là cái phố đi bộ, không cho xe chạy trên cái tuyến đường này. Đó, các bạn nhìn bên hai đường đó, hai bên làn đường, hai cái vạch kẻ đường đó thì được sử dụng ra như vậy. Thành thử là về đêm khu vực này sung túc lắm các bạn. Thì căn nhà này gồm hai mặt tiền đúng không các bạn ạ? Phía trước là mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền và phía sau là mặt tiền chợ Vườn Chuối. Bây giờ mình quay trước cho các bạn cái mặt tiền Nguyễn Thượng Hiền này. Chút xíu mình vòng ra đằng sau mình quay cho các bạn. Đó, căn nhà thì có chiều ngang là 3m. Từ bên này qua tới bên này đó các bạn. Mình đang hướng cái camera cho các bạn thấy đó. Và chiều dài của căn nhà là 10m07. Và công nhận đóng sổ là 31,6m², sổ hồng riêng. Đó, phía trước này chủ nhà đang cho ngân hàng thuê đặt các trụ ATM. Thành thử người ta decor cái nhà rất là đẹp và sáng sủa. Đi qua cái bức cửa, cái cửa này là đi ra đằng sau mặt tiền chợ Vườn Chuối. Nhưng mà bây giờ hai chủ thuê khác nhau, thành thử là cái cửa này được đóng kín. Đó, đây là toàn bộ cái khu vực bên trong nhà. Căn nhà này có một lầu nữa nghe các bạn ha, chút xíu mình sẽ lên lầu cho các bạn coi. Đó, đây là toàn bộ cái quang cảnh tầng trệt mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền. Như mình đã nói đó, là nếu các bạn có điều kiện về đêm, các bạn đi lên cái phố này thì rất là nhộn nhịp và đông đúc. Căn nhà này các bạn có thể mua, kinh doanh, buôn bán rất là tốt, hoặc cho thuê. Nghĩa là các bạn mua là các bạn có tiền sinh lời rồi đó. Sinh lời rồi các bạn. Đó thì mình báo giá luôn cho các bạn này, là giá chính chủ luôn nha, là 8 tỷ rưỡi còn thương lượng. Trước Tết thì chủ nhà rao bán với giá 10 tỷ. Hôm nay là chủ nhà bức bách quá rồi, giảm xuống 15%, nghĩa là giảm xuống 1 tỷ rưỡi còn 8 tỷ rưỡi. Trong khi đó vẫn còn thương lượng. Rồi, trước đây mình đã quay hết tổng thể cái phía trước rồi, bây giờ mình ra phía sau chợ Vườn Chuối này các bạn à, mặt tiền phía sau. Đó, hiện tại thì đang bán trái cây và bông hoa này. Rồi, mời các bạn đi vào trong. Đó, ở đây thì có một cái cầu thang để mình đi lên khác. Đó, còn cái cửa này nè, cái cửa này đó các bạn, là đi lên phía trước cái ngân hàng thuê đó. Đó, cái cửa đẹp đẹp này nè. Rồi, giờ mời các bạn đi lên cái gác này.
Thì các bạn vừa 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 buôn bán, vừa kinh doanh, vừa nghỉ ngơi cũng rất là tốt luôn nha các bạn ha. Đặc biệt là có cái gác này này. Đó, các bạn đi lên lầu thì các bạn nhìn cũng có nhà vệ sinh. Đó, cũng có nơi để nghỉ ngơi, hoặc là các bạn làm kho, hoặc là các bạn chứa đồ cũng đều rất là tốt. Và căn nhà này cũng có cái hồ sơ là xin phép xây được 3 lầu nha các bạn ha, xin phép xây được 3 lầu. Chút xíu mình để cái mô hình đằng sau cho các bạn nhìn thấy. Đó, đây là cái lầu 1 đây thì cũng khá rộng rãi và dài các bạn ha, lên đây mới cảm thấy cái độ dài của nó. Đó thì trên này các bạn có thể nghỉ ngơi, có thể là làm ngăn ra để làm kho thì đều rất là tốt. Đó, đặc biệt là cái căn nhà có hai mặt tiền đó, các bạn có thể ngăn đôi ra cho hai chủ thuê khác nhau, hoặc mình kinh doanh buôn bán cũng đều tốt hết. Đó, đây là toàn bộ cái tổng thể của cái lầu 1 đây. Nói chung là các bạn sở hữu được là quá tuyệt vời nhé bạn, các bạn sở hữu được thì quá tuyệt vời. Mình thấy rất là cái giá đó bây giờ là hạ xuống sát đáy, sát đáy này, sát nhíp luôn rồi. Đó nghĩa là 8 tỷ rưỡi bạn có một cái căn nhà mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán rất là tốt. À, thành thử là mình cũng khuyên các bạn nếu có tiền nhàn rỗi các bạn nên sở hữu nó. Và trong cái thời điểm này các bạn xuống tiền là đẹp nhất. Chứ mình nghĩ sang quý 2 thì vấn đề nó sẽ khác các bạn ha, nhà cửa đất đai nó sẽ khác. Khi chính phủ có những cái chính sách để mà kích lại cái thị trường bất động sản thì nó sẽ khác. Và đây là cái hồ sơ pháp lý này các bạn, đây là cái hồ sơ pháp lý này. Được công nhận trong sổ là 31,6 mét vuông. Chiều ngang nhà 3 mét, chiều dài 10 mét 07. Tất cả diện tích đều được công nhận các bạn ha, tất cả những diện tích đều được công nhận và các bạn có thể xây nhà được 3 lầu. Đó, phía sau này mình sẽ để cái bản vẽ mô hình mà mình có thể xin phép xây dựng này các bạn này. Đó, đây là cái mô hình có thể mình làm nhà được này. Giấy phép này là xin được luôn các bạn. Rồi, trên đây là mình giới thiệu với các bạn một cái căn nhà hạ xuống giá tối đa để cho các bạn sở hữu. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn thành công, may mắn và sức khỏe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân ái, chào các bạn.